Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đột ngột qua đời tại Roma; tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha Chủ nhật ngày 4 tháng 3; ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 3 năm 2018 là xin ơn nhận định thiêng liêng. Tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói về nghi thức sám hối chuẩn bị cho thánh lễ. Đức Thánh Cha nói đức tin không phải là màn trình diễn, nhưng là suy nghĩ như Chúa Kitô. Đức Thánh Cha thiết lập lễ nhớ Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo hội. Đức Thánh Cha gặp gỡ 33 giám mục Việt Nam. Các giám mục Việt Nam viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ. Đức Giáo hoàng Francisco tiếp Thủ tướng Áo Quốc Kurz. Giới thiệu Thánh ca mùa chay. Sau đây là phần tin chi tiết. Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, đột ngột qua đời tại Vatican. Chiều thứ Ba ngày 6 tháng 3 năm 2018, Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn đã qua đời tại Vatican. Theo nguồn tin riêng của Việt Catholic, thì Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sáng nay đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 31 giám mục và 40 linh mục Việt Nam tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Hiện diện trong thánh lễ còn có 30 nữ tu và khoảng 50 giáo dân Việt Nam. Sau thánh lễ, Ngài thấy mệt và ngất xỉu. Sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu và Ngài đã qua đời tại bệnh viện. Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013-2016. Ngài sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, một tỉnh miền núi Tây Nguyên Việt Nam. Năm 1956, Ngài bắt đầu cuộc sống tu trì tại Đại chủng viện Sài Gòn. Sau đó, Ngài theo học hai môn triết học và thần học tại Đại học Giáo hoàng Urbano ở Roma từ năm 1964 đến năm 1970, trước khi được phong chức linh mục tại Giáo phận Đà Lạt vào ngày 17 tháng 12 năm 1970. Sau đó, Ngài làm hiệu trưởng Đại chủng viện Minh Hòa của Giáo phận từ năm 1975, trước khi được bổ nhiệm làm cha chánh đại diện vào năm 1995. Trong thời gian này, Ngài còn là giáo sư dạy thần học tín lý ở các đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và Huế trong thời gian từ năm 1986 đến 2008. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm Ngài làm giám mục Mỹ Tho vào ngày 26 tháng 3 năm 1999. Ngài đã được Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn của Sài Gòn truyền chức giám mục vào ngày 20 tháng 5 cùng năm. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó của Sài Gòn vào ngày 28 tháng 9 năm 2013. Và vào ngày 22 tháng 3 năm 2014, Ngài đã thay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong cương vị Tổng Giám mục thứ 3 của Tổng Giáo phận. Tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha Chủ nhật ngày 4 tháng 3, tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 4 tháng 3 trong Đại Thính đường Thánh Phaolô Đại Lục. Số tín hữu còn lại đã theo dõi buổi tiếp kiến trên màn truyền hình trong đền thờ Thánh Phêrô và đã được Đức Thánh Cha đến chào và ban phép lành sau đó. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời nguyện thánh thể. Ngài nói: Trong thánh lễ, chúng ta cử hành điều chính Chúa Giêsu đã làm khi ngồi bàn với các tông đồ trong bữa tiệc cuối cùng, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto như sau: Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị trao nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy,
hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Trong lời nguyện Thánh Thể long trọng, giáo hội diễn tả điều hoàn toàn khi cử hành Thánh Thể và lý do cử hành hay hiệp thông với Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bánh và rượu được thánh hiến. Ý nghĩa của lời nguyện này là toàn cộng đoàn tín hữu hiệp nhất với Chúa Kitô trong việc ngợi khen các công trình vĩ đại của Thiên Chúa và trong việc dâng hy lễ. Giáo hội cầu nguyện với cử chỉ giang tay lên, và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ là để cầu nguyện với giáo hội, như Chúa Kitô đã giang tay trên thập giá. Cũng thế, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, giáo hội cũng dâng hiến chính mình và bầu cử cho tất cả mọi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha giải thích lời nguyện Thánh Thể như sau. Lời nguyện Thánh Thể xin Thiên Chúa đón nhận mọi con cái Ngài trong sự hoàn thiện của tình yêu, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và các giám mục được nhắc tên, là dấu chỉ mà chúng ta cử hành trong sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ và với giáo hội địa phương. Như của lễ, lời khẩn cầu được trình bày lên Thiên Chúa cho tất cả mọi thành phần của giáo hội, còn sống cũng như đã qua đời, trong sự chờ đợi của niềm hy vọng được chia sẻ gia tài vĩnh cửu trên nước trời. Với Đức Trinh Nữ Maria, không có ai bị lãng quên trong lời nguyện Thánh Thể. Và nếu tôi có ai đó, cha mẹ, bạn bè đang cần giúp đỡ hay đã từ đời này bước vào đời sau, tôi có thể kể tên họ trong lúc này, trong nội tâm, trong thinh lặng, hay viết tên họ để đọc lên. Nhưng mà thưa cha, con phải trả bao nhiêu tiền để tên con được đọc lên? Không phải trả gì cả. Anh chị em đã hiểu chưa? Không phải trả gì hết. Thánh lễ không phải trả tiền. Thánh lễ là hy tế của Chúa Kitô. Hy lễ được ban cho nhưng không. Ơn cứu độ là nhưng không. Nếu bạn muốn dâng cúng thì hãy dâng cúng, nhưng không phải trả tiền thánh lễ. Hiểu điều này thật là quan trọng. Lời nguyện trung tâm này của thánh lễ giáo dục chúng ta từ từ biến cuộc sống chúng ta trở thành một việc cử hành thánh thể, nghĩa là một hành động tạ ơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện, và buổi tiếp kiến đã kết thúc với kênh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha là xin ơn nhận định thiêng liêng. Trong tháng 3 năm 2018, Đức Thánh Cha đã đặc biệt mời gọi toàn thể hội thánh nhận thức tầm quan trọng của ơn phân định thiêng liêng, để mỗi người có thể nhận ra tiếng Chúa trong thế giới phức tạp với biết bao tiếng nói ngày nay. Đức Thánh Cha chia sẻ trong video như sau. Thời đại ngày nay đòi hỏi chúng ta phải phát huy một năng lực chiều sâu để nhận định. Nhận định để có thể nhận ra tiếng Chúa giữa biết bao tiếng nói, để tiếng nói của Chúa dẫn chúng ta đến sự sống phục sinh, để tiếng Chúa giải thoát chúng ta khỏi rơi vào thứ văn hóa sự chết. Chúng ta cần biết đọc thấy trong tâm hồn mình điều mà Chúa muốn, để chúng ta có thể sống trong tình yêu và trở nên những người tiếp nối sứ mạng tình yêu của Chúa. Tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói về nghi thức sám hối chuẩn bị cho thánh lễ. Tin Vatican, trong buổi tiếp kiến các du khách hành hương tại sảnh đường Thánh Phaolô Đệ Lục vào hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục bài chia sẻ của Ngài về thánh lễ, nhấn mạnh đến nghi thức sám hối để chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em rằng chúng ta là những tội nhân. Mà nếu con tim của chúng ta quá tự phụ, đầy cao ngạo thì không thể nhận được ơn tha thứ. Chúng ta đều biết từ kinh nghiệm bản thân là chỉ khi nào chúng ta chấp nhận mình là người có lỗi và xin được tha thứ, thì chúng ta mới có thể nhận được tha thứ từ người khác. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, chúng ta cũng thú nhận tội lỗi của chúng ta như một cộng đoàn. Nhưng mỗi người tự nói lên tội riêng của mình, đấm ngực ăn năn và nhận ra rằng mình không xứng đáng với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thú nhận là mình đã có tội trong tư tưởng, trong lời nói và việc làm,
bởi vì tội ấy cũng đủ để gây phương hại đến người khác. Thay vào đó, chúng ta phải chọn lựa để làm điều tốt, điều lành và nên chứng nhân cho người khác rằng chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, thật khó cho chúng ta để chấp nhận những thiếu sót của mình, nhưng chúng ta phải học để thành thật thú nhận sự yếu kém này thay vì lên án người khác về những sai phạm của họ. Sau khi đã xưng tội lỗi của mình, chúng ta kêu nài sự bầu cử của Đức Mẹ, của các thiên thần và tất cả các thánh để nâng đỡ chúng ta trên bước đường thánh thiện và hoán cải. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những hình thức khác của việc sám hối như là hát tiếng Hy Lạp cổ bài Kyrie Eleison hay rảy nước phép để nhắc nhở chúng ta về phép rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Bằng cách này, chúng ta tham gia vào truyền thống vĩ đại của các nhân vật trong Kinh Thánh như David, đứa con hoang đàng, Gia-kêu và Thánh Phê-rô, những người nhận biết tội lỗi của mình, thú nhận trước Thiên Chúa với niềm tin tưởng vào quyền năng biến đổi nhờ ân sủng của Ngài. Đức Thánh Cha nói, đức tin không phải là màn trình diễn, nhưng là suy nghĩ như Chúa Kitô. Tin Vatican. Trong thánh lễ sáng thứ ba ngày 5 tháng 3 tại nhà nguyện Casa Marta, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin và tôn giáo không phải là một màn trình diễn, nhưng là cách thay đổi não trạng của chúng ta theo đường lối của Chúa. Đức Thánh Cha nói, giáo hội trong mùa chay kêu gọi chúng ta thay đổi lối sống qua giữ chay hãm mình, bố thí và sám hối ăn năn. Những việc chúng ta làm phải nên giống như Chúa Kitô theo tinh thần tám mối phúc thật. Chúng ta cần biến đổi tâm tư tình cảm để có lòng xót thương như người Samarita nhân hậu. Không phải chỉ là thay đổi não trạng mà còn thay đổi lối suy nghĩ, cách suy tư để xem chúng ta thực sự là một Kitô hữu hay là một người ngoại đạo. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng người tín hữu không nên mong đợi một màn ngoạn mục từ Thiên Chúa như ông Naaman mong đợi nơi tiên tri Elisa. Đề cập đến đoạn tin mừng này, Đức Thánh Cha nói rằng khởi đầu người ta thán phục và ngạc nhiên về Chúa Giê-xu, con của bác thợ mộc Giuse. Nhưng rồi những lời bình phẩm đồn đoán chẳng mấy chốc đã thay đổi thái độ của họ. Sau sự thán phục và ngạc nhiên, hóa ra người ta lại muốn giết Ngài. Những người này cũng muốn một màn ngoạn mục, một màn tình diễn. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng chúng ta cũng thế. Chúng ta thường muốn chống lại bất cứ ai trong anh em sửa sai chúng ta và mong ai đó thực hiện một màn trình diễn. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng người ta có thể thuộc lòng kinh tin kính hay các giáo lý của giáo hội, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tinh thần Chúa Kitô. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu hãy cầu xin ơn biết nhìn nhận và thay đổi não trạng. Đức Thánh Cha thiết lập lễ kính nhớ Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thiết lập lễ kính Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo hội và cử hành hàng năm vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống theo lịch chung của Giáo hội. Trong sắc lệnh công bố hôm 3 tháng 3, 2018, Đức Hồng Y Robert Serra, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết, Đức Thánh Cha đưa ra quyết định trên đây xét vì việc thăng tiến lòng sùng kính này có thể giúp gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về Mẹ Giáo hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Mẹ Maria. Chính Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, ngày 21 tháng 11 năm 1964, khi bế mạc khóa 3 của Công đồng chung Vatican II đã tuyên bố Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo hội, nghĩa là của toàn thể dân Kitô giáo. Các tín hữu cũng như các vị chủ chăn, họ gọi Đức Maria là Mẹ rất quý mến, và Ngài thiết định rằng toàn thể dân Kitô giáo ngày càng gia tăng lòng tôn kính Mẹ Thiên Chúa dưới danh hiệu rất dịu dàng này. Sắc lệnh của Bộ Phụng tự khẳng định lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo hội do Đức Giáo hoàng Francisco ấn định sẽ giúp chúng ta nhớ rằng đời sống Kitô để tăng trưởng
cần phải ăn rễ sâu nơi mầu nhiệm thánh giá, nơi hy tế của Chúa Kitô trong tiệc thánh thể, nơi Đức Trinh Nữ hiến dâng, mẹ đấng cứu chuộc và mẹ của những người được cứu chuộc. Theo quyết định trên đây, thứ Hai 21 tháng 5 2018 sẽ là lễ kính Đức Maria là mẹ giáo hội. Đức Thánh Cha gặp gỡ 33 giám mục Việt Nam, tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục Việt Nam mang lại cho giáo hội tại quê nhà niềm vui loan báo tin mừng. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trưa thứ Hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 sau cuộc gặp gỡ dài hơn 2 tiếng đồng hồ giữa Đức Thánh Cha và 33 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Đạo cũng là người thông dịch trong cuộc gặp gỡ này. Đức Cha kể lại, chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng lời cuối cùng Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi là hãy mang lại cho giáo hội tại Việt Nam niềm vui loan báo tin mừng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Đinh Đức Đạo kể lại rằng tất cả các giám mục chúng tôi đều rất cảm động vì sự đơn sơ và gần gũi mà Đức Thánh Cha biểu lộ cho tất cả chúng tôi trong cuộc gặp gỡ ấy. Có thể nói hầu như đó là một cuộc gặp gỡ giữa một người cha và một người con, hoặc giữa anh em với nhau. Chúng tôi đã có thể biểu lộ tất cả những gì chúng tôi muốn. Tất cả các giám mục đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha. Ngài xin chúng tôi cầu nguyện cho Ngài. Dù Ngài không yêu cầu điều đó, chúng tôi vẫn cầu nguyện cho Ngài hàng ngày với lòng yêu mến. Đáp lại một câu hỏi của ký giả, Đức Giám mục Xuân Lộc nói thêm rằng, các cộng đoàn công giáo tại Việt Nam thực là sinh động. Nhiều khi trong những lúc khó khăn, các tín hữu luôn tin tưởng, xác tín trong niềm tin. Thách đố đối với chúng tôi là làm sao bảo tồn sức sinh động ấy của đức tin để có thể chống lại cám dỗ trần tục. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin Tòa Thánh thành lập Đại học Công giáo. Trong lúc này, chỉ mới có phân khoa thần học vì theo chính sách của nhà nước, giáo hội chưa được coi như tất cả các thực tại khác, chưa thể cộng tác trong tất cả các lĩnh vực của ngành giáo dục. Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần đây, chúng tôi có thể đón nhận các khoa khác, chứ không phải chỉ có thần học mà thôi. Chúng tôi không sợ khó khăn. Đức Thánh Cha đã nói với chúng tôi đừng sợ, nhưng luôn nuôi dưỡng sự hăng say và tin tưởng. Các giám mục Việt Nam viếng mộ Thánh Phaolô Tông Đồ, tin Vatican. Lúc 11 giờ sáng ngày 6 tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hành hương viếng mộ Thánh Phaolô Tông Đồ ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Mộ thánh nhân ở dưới bàn thờ chính trong thánh đường được thiết kế ở đường Ostiense tại nơi Thánh Phaolô đã được an táng sau khi chịu tử đạo. Qua dòng thời gian, vương cung thánh đường này đã trải qua nhiều thăng trầm và được hoàn toàn tái thiết sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi hồi năm 1823. Trước thánh lễ, các giám mục đã viếng và cầu nguyện tại mộ của thánh nhân. Thánh lễ tại bàn thờ chính do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn chủ tế, cùng với 31 giám mục đồng tế, 40 linh mục, có một giám mục bị cảm nên không tham dự được. Hiện diện trong thánh lễ có 30 nữ tu và khoảng 50 giáo dân Việt Nam. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt mời gọi các giám mục và các tín hữu trong tinh thần mùa chay hãy cảm nhận lòng thương xót của Chúa, trở về đón nhận ơn tha thứ. Đức Cha cũng mời gọi các giám mục và mọi người nói gương Thánh Tông Đồ, muôn dân hăng say trong hành trình truyền giáo và nhắc nhở các giám mục về bổn phận quan tâm chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Sau thánh lễ, các giám mục và nhiều tín hữu đã dùng bữa trưa tại tiệm ăn gần đó. Đức Giáo hoàng Francisco tiếp Thủ tướng Austria, tin Vatican. Đức Giáo hoàng Francisco và Thủ tướng Austria đã có cuộc họp riêng tại Tòa Thánh Vatican trong ngày thứ Hai, 5 tháng 3 năm 2018. Hai vị đã thảo luận về những mối liên hệ ngoại giao song phương như sự quan trọng của việc bảo vệ sự sống,
gia đình và thành phần bị thiệt thòi trong xã hội. Văn phòng báo chí tòa thánh phổ biến thông cáo báo chí nói cuộc đàm thoại là thân hữu và hai vị đã nói về những kết quả của sự hợp tác hiện nay giữa Austria và Tòa Thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng cũng như Thủ tướng Áo đều nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc bảo vệ sự sống, gia đình và thúc đẩy thăng tiến phúc lợi xã hội cho các thành phần dân chúng, nhất là thành phần dân chúng bị thiệt thòi nhất. Đức Giáo Hoàng và Thủ tướng Kurz cũng đã thảo luận đến các vấn đề quốc tế như vấn đề hòa bình, giải giới vũ khí nguyên tử, vấn đề di dân. Sau khi hội kiến với Đức Giáo Hoàng, Thủ tướng Kurz đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Giám mục Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước khi kết thúc chương trình Thời sự Giáo hội và Thế giới hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca mang tựa đề Đường Thập Giá của nhạc sĩ Giang An. Bài thánh ca này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Trần Ngọc. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức. Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên Thập Giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý, thập giá dẫu đau thương niềm vui sẽ miên trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.